Hello, chào các bạn nha. Chào. Thì chào mọi người nha. Hôm nay anh em mình sẽ tổ chức một cuộc thi nha mọi người. Thì tại đây đồ ngầu tôi uống nước, bạn khát nước quá đây. Uống vô nữa no, uống xíu nữa đừng chơi thừa nha. Em nữa quay muộn vô dị ồn luôn ơi. Thì hôm nay mình sẽ tổ chức một cái tiệc gọi là đỡ tiệc đám hỏi nhẹ nhẹ đỡ buồn dưới thằng Phong đó. Em cứ im mẹ không? Bệnh nặng lắm rồi nha. Không muộn giờ. Đâu rồi. Bữa giờ muộn cứ cười khang nghe rồi á, gặp là cười gặp là cười. Giờ sao bây giờ anh chuẩn bị gì đây? Nói luôn cho mọi người biết đây. Nói giỡn chứ đây mọi người thấy không? Trời ơi, mâm trứng lúc luôn á, dưới 8 gói mì nha mọi người. Thì tiệc gì đây? Thì bữa nay mình ăn mừng hai đứa nó được sống với nhau nha. Nguyên cha không? Mới gì nói đến đại thi gì? Mình nói chứ mình không giỡn nữa nha mọi người. Tại vì bữa nay mình sẽ tổ chức mấy anh em mình thử thách thử như thế nào nha. Anh em mình sẽ chia ra hai đội. Mình có bốn người nha các bạn, thì mình chia ra hai đội. Cái này mình mua là 4 con trứng với vịt lộn này. Mình chia ra với mỗi đội là 2 gói mì, 1 tô 2 gói mì. Đó, 4 tô. Bây giờ anh em mình sẽ ăn hết cái số ớt ra luôn nha mọi người. Đó, mình chia đều hết á. Ai ăn kỳ cho nổ không? Cái này là 40 trứng nhưng mà mình luộc nó bị bơ hết mấy trứng nha mọi người. Cái này là 40 trứng nhưng mà mình luộc ra nó bị bơ mấy trứng nha mọi người. Thì mình cứ chia đều ra vậy. Vậy là đúng không biết. Đấy là bây giờ chớ mì luôn nha. Bây giờ anh em mình chớ mì vậy. Bây giờ cuộc trao đây cho làm sao? Thì chia ra hai đội. Đội nào thắng là được thưởng tiền. Vô đó cái bình thủy đó anh Phong. Không đủ tiền không đủ nước đâu. Được không? Đội nào thắng được thưởng tiền. Vậy bác ai? Bây giờ cho xem thắng nè. Bây giờ một bên hai người vậy đó. Bán người 200 ngàn ra vậy trời. Thấy là thách thức luôn ha. Ừ. Cho biết nó ai. Nguồn biết sao? Ảnh là anh nghĩ là ảnh đồ bụng bự nha. Là ảnh ăn nhiều nha. Anh chưa biết là, được. Ảnh định là anh thắng chắc rồi. Nên là ảnh... Nên là anh kêu vô cái vụ tiền liền vậy. Trời không có cái đồ nhau cho nó hay. Cái này cũng khá căng nha mọi người. Mình thì mình ăn hai gói mì vậy là mình thấy để no rồi, huống chi là số trứng này nữa. Bây giờ sao bây giờ anh chọn ai? Không mình cho đàng hoàng. Mày rối không có chọn ai hết á. Giờ nếu kêu bay như hồi xưa vậy rồi. Nếu mà chọn thì kêu bách bên mạnh bên yếu rồi. Giờ mày rối vậy rồi. Ai mà bách trúng tôi là coi như yếu ráng chịu vậy. Xui vậy á. Bị người rối bụng dữ không? Trục thôn mày chứ. Bây giờ thằng bảy anh. Thôi tao bách thằng Phong này cho chứ. Không, trời không có tao bách. Trời mà tao bách ông thấy ông bự vậy là ông trời bách giờ nè. Thằng nào nữa tao thấy. Tao bách bây giờ thằng bảy anh. Mấy rồi? Thằng bảy. Vô. Một. Hai, theo ông cái thua luôn sao ông muốn nhỏ nhất rồi. Bước hai đen là theo đen mà tính là theo đánh nha. Ê, hơn chua nha, giờ tôi nói trong đây mấy rồi nha. Đúng biết hơn chua. Còn cái số ớt ai nữa nha, chứ không phải ăn nhiều là được nha. Ờ, vậy không? Mà lỡ mà ba đen hay là ba trắng là đội kia một người luôn ơi. Một chắc ba luôn rồi. Đúng. Một chắc ba luôn. Đợi gãy luôn hả? Không, không. Công bằng nha. Công bằng nha. Bây giờ thiền bảy này, cho nhiều chưa thiền bảy này. Thiền bảy. Đấy. Một con bé. Một bên nào bè tôi. Vô, chơi luôn. Chơi luôn. Ai ăn nha? Ai ăn thua ở thắng? Đợi gãy ai chơi không? Không ai ăn thua. Ai ăn thua mà thắng. Đợi đi rồi, cho chơi gãy. Thôi lại. Thiền bảy. Đâu ảnh vô đội ông uống này ông kêu không? Không chép đi, chép đi. Chép cái gì? Ấy là chép ông hai cái ớt. Bè cộng đâu đem, được chưa? À bây giờ ra nè. Nói chung là hên xui mê rối đây là mình trò chơi không mà. Anh em ăn thắng thua gì cũng vui gì nha. Ờ bỏ người hai chị đi ơi. Bỏ người 200 nha. Đội bỏ tiêu này không? Tao hơn cái gì bỏ đây mày đuổi, bỏ đây đây. Đây. Mày đuổi nha mọi người, bỏ mỗi đội 2 xì nha. Đó. Bên nào thắng là được 2 xì. Đó không được mượn mấy chục mày. Đồ, mày tự nhân chỉ lên đéo có tiền không? Mày làm như tao giàu lắm sao không mày? Mà ông nghĩ anh chết không? Có mướn một trò ông đồ hết. Ý là bên không mình cho vui đi.
chơi cho vui anh. Mấy nghe vậy? Không, mình chơi cho vui đi. Không, à, chơi tiền đi. Rồi. Anh chết không? Chơi cho vui không? Thì rảnh lắm là để chơi cho vui. Bỏ tiền ra. Bỏ tiền này. Mẹ. À, thôi mày ra tôi mượn cái luôn. Mình anh chết bao nhiêu tiền lý đó mình cho hết luôn, có gì đâu sợ. Bỏ là mình một phát nào mày. Bỏ hết đấy, chơi luôn. Chép ông luôn hả? Bên tôi chép bên ông là mấy chục tiền lý luôn. Anh hết số ớt luôn nha. Tao bỏ cho gọn gọn vô đi. Phải không? Để tôi bỏ bị cho chết đi. Dỗ mày cái sai. Kìa đó. Bỏ gọn gọn cái cho anh. Đây mình thi công bằng nha mọi người. Mình, mời mọi người nha. Mình đã nói gì nói mày làm mày nghe mày được không? Mẹ tiền vốn của cải tôi đổ vô đó hết rồi mày. Mọi người nha. Mình chính thức mình ăn trứng trước nha mọi người. Ráng đi anh Phong. Ừ, rồi có bỏ. Anh đang hàng gói mì cà no rồi giữ anh ngồi cái tấm nữa. Không biết nha. Ừ, mình làm mở giò thôi. Anh ngó rồi Phong. Anh rau rau ra đỡ ngán nha mọi người. Lạc quá. Còn mình muốn hả? Muốn ra, muốn ra. Đó là muốn không anh? Muốn, mình muốn nha. Hết số ớt luôn nha. Thì mình có bánh nữa để ăn chứ. Ăn trứng luôn không? Bỏ bố bỏ. Chuyện qua trứng đó cho nó đợi nha. Đồ bà nói nó nhanh trứng rồi ạ. Cứng là khó khó anh hả? Cứng rồi nó lua mà nó lua đòi nó lua mọi người ơi. Anh giờ hết đó nha, rồi anh bỏ đâu rồi bỏ giờ chứ đồ ăn cái giờ nữa bất luôn à. Bỏ giờ chứ còn cái cục cứng không anh luôn à. Đừng có làm.
Bán giờ ăn con này tốt. Ta mừng nó rồi, mẹ nó tặng rồi. Anh chú quét anh em không kịp bên tay anh chỉ mơ. Ê, không phải ông đổ đấy rồi chút nữa ông không ăn nữa nghe, không phải cho chiều thấy mình để sợ nghe, nó làm vậy cho mình sợ chứ con ăn thì quan trọng ăn hả, đưa lên bây giờ đưa lên rồi mày ơi, giờ nào dữ à, rồi giờ nó cứ đưa lên là chết chết. Thua tự chấp nhận con này. Ý là em không được mất anh sợ đâu anh, không có cố anh. Đừng cố nha. Ráng lên em, cố lên, ráng lên. Ôi. Nợ chồng nợ. Cố lên em. Em cảm ơn mình anh ạ. Ráng cho anh em chút mà như vậy đó, coi bởi vì anh sẽ một cái là hết đi mới. Đau lắm mọi người. Mà làm tiếng cái nữa. Chịt bớt á. Chịt mẹ thì rừng ăn mì không mà một cái nhẹo quá. Mình no với các bạn. Chết mất không? Chắc mình làm thêm 2 cái tấn nữa. Vừa ăn mạnh thì chứ bên vừa ăn còn hết. Mạnh gì nấu nữa. Ờ, xin phép em lấy 2 xì á. Cố lên thăm mốt ơi. Mày hiểu ngang quá. Trời, ra này nó sao mà nó xoay nữa rồi. Bầm bầm. Đeo kháng nè. Giờ đi lái không? Thôi vậy đặng thi mà lái nữa thua luôn. Cố lên thăm. Đừng vô lái cho xoay mày. Nào ngoại còn gắn mình thăm á. Giờ chia đi ăn. Rồi anh đưa em trong đó. Rồi anh ăn cái trần tánh. Kiếm Phật hả? Ừ. Nó lâu ở trong. Nó lâu ở trong trần tánh. Này đó hả? Cà phê. Thôi. Ở được cái phê. Nào quá. Nè anh Phong, có đó anh Phong. Nào ngoài còn mất anh Phong quá anh Phong. Mì tôm em ăn hết rồi ạ. Chết mẹ. Sao mày ăn trứng mày? Đang ăn đây nè. Giờ còn trong cứng đó, phải ăn được hả? Hại ra. Cố lên. Ăn trứng anh Phong. Còn ăn cái kìa. Trời
Trời mẹ mà nói anh gờ nữa không? Đo nó thêm một món nè. Rồi mất ai chảy á, anh em. Cúi lên cao anh chút hết cho mấy là mấy ông. Cho thằng đồ nó đang giữ không? Lua anh không? Đừng nói ghét được gì. Lua mạnh em. Đừng. Mấy thằng ăn đâu nữa. Mày đi. Cùng nãy với mày ăn trứng mày đỡ tao ăn không? Em ăn xong rồi, nãy giờ anh ăn nấu mà. Đâu cái đầu mày ăn mười mấy trứng đâu. Còn cái nữa anh quốc luôn. Anh luôn như cơm này á. Cá chót á mọi người. Anh thấy không? Luôn mạnh đi. Đồ, nó đứng cần cổ. Đứng cần cổ mà nó kêu cái chót nữa kìa. Luôn vô không? Luôn mạnh không? Ôi, bất không? Mấy nó đập luôn cái giả trấn vô nữa chứ. Thì chưa đủ no hả sao á? Chúng mình cũng đang nó chót các bạn. Bây giờ mình trong đó anh em trong đánh. Bớt không? À. Anh em trong đó anh em trong là hết luôn. Chót nha mọi người. Chịu hết nấu rồi. Bớt yên. Chấm á. À, anh em trong đánh anh em trong đó. Yên em. Không ăn nữa. Nhanh đi. Rồi thua kìa. Trời mẹ mày giết tao con kè đi. Còn ớt. Ớt mất luôn. Mình hết trứng rồi mọi người. Nói chung là mình thua nghe các bạn, bọn đội mình thua rồi. Nó đây review này, ông Phép này, anh con ở tô này đó, cho mình là sạch đấy, còn ông cũng có ông trứng này, còn đội bạn nói chung là sạch sẽ nha đó, ông mâm là sạch, nói chung ớt cây quá bức ăn nấu. Thì, ớt thì chắc mình anh được bao nhiêu được, còn cái số này thì anh em mình anh hết rồi nha mọi người. Đội bạn cũng còn đội Phong đó vẫn còn trứng với mình. Thì nói chung là mình không nói nhiều nữa nha mọi người. Nói tiền mình về nha mọi người. Em thua mà mày tự hào lắm mới cầm mấy quay nữa mày. Vậy á. Mình cho mày thêm vào ly cho cho. Gì vậy? Cho lại mấy chục không? Chục gì nữa? Thua thâu với tao đi xin không? Cho xin không? Cho lại mấy chục lẻ đồng xin đi. Đấy tụi tao tao con gặp mày nể bách rồi thâu xem không? Bỏ đầu. Mấy mặt cái này gơ quá mày. Vậy mà đi bách Phong đầu mốt. Gơ hai mấy ngàn kia lại đi. Mày ăn 200 ngàn được không? Thắng thì mình thắng với mèo thâu mình cho. Giải. Đưa lại mấy ngàn chứ. Đục. Giải không? Mình 21 ngàn vậy. Mình cho lại đội bạn tiền đổ xanh nha mọi người. Mình chỉ lấy một xị thôi anh. Rồi, anh Phong nêu cảm nghĩ của mình đi. Cảm nghĩ cái đầu mày, mày theo phe mày sai lầm. Sai ông anh hơn là người thua mà giải thao tới ông chủ quán hay nói gì nói. Chung là mình no lắm nha mọi người, nhưng mà có tiền là mình vui lắm nha mọi người. Đừng nhắc tới tiền nữa, tôi đeo đâu. Đội tử mình nói chung là mình bắt được vớ được đội tử rất là ok nha. Anh đúng bài luôn. Vừa no mà vừa tiền mọi người ơi. Thì hôm nay tôi thấy ông Huy được giờ làm gì vậy? Ối hả? Lấy ngày công ông. Có ối không? Cái này mới có ngứa bụng muộn nha mọi người. Mới có ngứa. Nó điều nó chậm mẹ chứ mẹ nó chích. Bữa nào mình đi ăn mình đi lên chỗ cái con ẩm thực mấy ông anh muốn cho mình đi mấy mấy ông nào mà muốn anh Thi là gặp anh em muộn mình nha đó, muốn anh Thi cái gì gặp em muộn mình Thi na nhưng mà quăng nuốt được, còn muốn mà ta gái là điện thoại anh Phong nha, Thi với anh Phong giúp bé yeah. Anh em mình chào mọi người nha. Anh em mình cũng kết thúc video nha. Mọi người nhớ like, subscribe kênh anh em mình nha. Chào mọi người.
Chào mọi người nhé. Chào mọi người. Bye bye.